cỗ máy dọn dẹp chiến trường bất khả chiến bại, lính dù cân vệ VDV huy diệt Ukraine, lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hiểu rõ trong 5 phút. Quý vị thân mến, lực lượng đổ bộ đường không VDV của Nga được coi là một trong những đơn vị của đội tinh nhuệ và uy lực nhất, nổi tiếng với khả năng phản ứng nhanh, khả năng chiến đấu khắc nghiệt và vai trò chủ chốt trong việc dọn dẹp chiến trường. Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, VDV đã chứng minh rằng họ không chỉ là một đơn vị đổ bộ thông thường mà còn là lực lượng tạo nên những chiến công vĩ đại, góp phần không nhỏ trong việc định hình quân sự Nga hiện đại. Với tinh thần thép và sự quyết tâm không gì lay truyền, VDV trở thành biểu tượng sức mạnh của Nga nổi danh khắp thế giới với khẩu hiệu không ai ngoài chúng ta, khẳng định vai trò không thể thay thế trong mỗi cuộc chiến. Sự ra đời của những lục quân có cánh Lực lượng đổ bộ đường không VDV của Nga được biết đến với biệt danh lục quân có cánh, bắt nguồn từ những năm tháng khốc liệt của Thế chiến thứ hai. Vào thời điểm đó, Liên Xô đối mặt với áp lực khủng khiếp từ cuộc chiến lan rộng khắp châu Âu. Trước những thách thức chiến lược, quân đội Liên Xô quyết định thành lập một lực lượng đổ bộ đường không đặc biệt nhằm thực hiện các nhiệm vụ tác chiến phía sau phòng tuyến địch. Năm 1941, nhóm binh sĩ nhảy dù đầu tiên của Liên Xô bao gồm 12 người chính thức ra đời, đánh dấu bước khởi đầu của lực lượng VDV. Những lục quân có cánh này nhanh chóng trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và khả năng tác chiến linh hoạt. Họ không chỉ thực hiện các nhiệm vụ tấn công bất ngờ mà còn góp phần quan trọng vào việc làm suy yếu các lực lượng của Đức Quốc xã. Trong những năm cuối Thế chiến thứ hai, lính dù VDV đã tham gia hàng loạt các chiến dịch đặc biệt, bao gồm các cuộc đổ bộ hậu phương nhằm ngăn chặn và phá hủy các mục tiêu chiến lược của kẻ thù. Đặc biệt, họ đóng vai trò không nhỏ trong cuộc chiến chống lại quân đội Nhật Bản ở Mãn Châu năm 1945, sự dũng cảm và chiến công của những người lính VDV trong giai đoạn này không chỉ tạo nên danh tiếng cho họ mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử, biến VDV trở thành một lực lượng không thể thiếu của quân đội Liên Xô sau này. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, VDV tiếp tục được chính phủ và quân đội Liên Xô chú trọng phát triển cả về quân số, trang bị và huấn luyện. Họ được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất từ vũ khí đến các phương tiện chiến đấu để có thể đáp ứng mọi yêu cầu tác chiến khắc nghiệt ngoài ra quy trình huấn luyện của vdv luôn được coi là một trong những quá trình khắc nghiệt nhất đảm bảo rằng chỉ những chiến binh tinh nhuệ nhất mới có thể gia nhập hàng ngũ này vdv không chỉ là lực lượng quân sự mà còn là niềm tự hào của quân đội liên xô trong các chiến dịch quân sự quan trọng vdv luôn đóng vai trò tiên phòng xuất hiện tại những điểm nóng nhất của chiến trường với khả năng tác chiến linh hoạt tốc độ và tính chính xác cao họ đã trở thành lực lượng phản ứng nhanh hàng đầu thường xuyên đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm và phức tạp nhất Nhờ vào sự phát triển liên tục và chiến công lẫy lừng, VDV đã và đang khẳng định vai trò của mình như một trong những lực lượng quân sự tinh nhuệ và quan trọng nhất không chỉ của Liên Xô trước đây mà còn của Nga hiện nay. Những yêu cầu khắc nghiệt của lực lượng VDV Lực lượng đổ bộ đường không VDV của Nga được biết đến không chỉ vì khả năng chiến đấu xuất sắc mà còn bởi quy trình tuyển chọn và huấn luyện khắc nghiệt đến mức chỉ những cá nhân ưu tú nhất mới có thể gia nhập để trở thành một thành viên của VDV không phải chỉ cần tinh thần quả cảm mà còn cần cả thể lực vượt trội và sự kiên định không dễ lấy chuyển. Những yêu cầu đặt ra cho các ứng viên không chỉ nhằm đảm bảo rằng họ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà còn đảm bảo rằng họ có thể đối mặt với những thử thách nguy hiểm nhất trên chiến trường. Tuyển chọn binh sĩ vào VDV là một quá trình cực kỳ nghiêm ngặt và không dành cho những ai có thể lực trung bình. Chỉ những công dân nga có sức khỏe tốt nhất và lý lịch hoàn hảo mới được phép ứng tuyển. Quá trình kiểm tra sức khỏe không chỉ bao gồm các bài kiểm tra thể chất thông thường mà còn phải chứng minh được sự bền bỉ và sức chịu đựng của ứng viên qua các bài kiểm tra thể lực chuyên sâu. Đây là yêu cầu tiên quyết bởi các nhiệm vụ mà VDV đảm nhận đều đòi hỏi khả năng hoạt động liên tục trong điều kiện khắc nghiệt, thường kéo dài hàng ngày mà không có sự trợ giúp bên ngoài. Ngoài yêu cầu về sức khỏe, những người muốn gia nhập VDV cũng phải có nền tảng trí tuệ và văn hóa cao. Họ không chỉ là những người lính chiến đấu thông thường mà còn phải xử lý nhiều tình huống chiến thuật phức tạp các ứng viên phải hoàn thành ít nhất 140 giờ học quân sự trước khi tham gia vào quá trình tuyển chọn chính thức. Điều này nhằm đảm bảo rằng mỗi người lính đều có kiến thức cơ bản về các chiến thuật quân sự cũng như kỹ năng xử lý tình huống nhanh chóng khi đối mặt với kẻ địch. Những yêu cầu này chỉ là khởi đầu để vượt qua vòng sơ tuyển, ứng viên còn phải hoàn thành ít nhất 10 lần nhảy dù thành công, một thử thách đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn cả sự can đảm. Những binh sĩ nào vượt qua được các bài kiểm tra ban đầu sẽ tiếp tục được gửi đến các trung tâm huấn luyện quân sự hàng đầu trường sĩ quan lính dù ranzan là một trong những nơi nổi tiếng nhất trong số đó được mệnh danh là cái nôi của vdv đây là nơi không chỉ đào tạo các kỹ năng chiến đấu mà còn rèn luyện tinh thần thép biến những tân binh thành những chiến binh thực thụ tại ranzan những người lính sẽ phải trải qua nhiều bài tập huấn luyện khắc nghiệt từ thể lực bắn súng chiến thuật đến nhảy dù từ nhiều độ cao khác nhau họ phải làm theo với việc nhảy dù từ các máy bay chuyên dụng của vdv và nắm vững cách sử dụng trang thiết bị chiến đấu trong những điều kiện khắc nghiệt nhất Mục tiêu cuối cùng của quá trình này là tạo ra những chiến binh có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ, bất kể sự khó khăn hay mối nguy hiểm đe dọa tính mạng. Nhờ vào quá trình tuyển chọn và huấn luyện nghiêm ngặt này, VDV trở thành lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của Nga, luôn sẵn sàng đối mặt với những thách thức lớn nhất và thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất trên chiến trường. Quy trình huấn luyện khắc nghiệt Quá trình huấn luyện tại lực lượng đổ bộ đường không VDV của Nga nổi tiếng với sự khắc nghiệt và yêu cầu cao về cả thể lực lẫn kỹ năng chiến đấu. Mỗi binh sĩ VDV đều phải trải qua các bài tập thể lực vô cùng nặng nề và khắc khe, từ chạy hàng chục km mỗi ngày, thực hiện hàng trăm lầm hít đất cho đến những bài tập võ thuật cận chiến. Những yêu cầu này không chỉ nhằm rèn luyện sức bền mà còn giúp các chiến binh duy trì sự dẻo dài và khả năng tự vệ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đặc biệt trong những tình huống giao tranh một đối một sự khốc liệt của chương trình huấn luyện đảm bảo rằng khi đứng trước kẻ thù, các binh sĩ VDV không chỉ có thể chiến đấu mà còn có thể tồn tại trong những điều kiện khó khăn nhất. Nhảy dù là một kỹ năng cốt lõi và mang tính biểu tượng của lực lượng VDV, việc này không chỉ đơn giản là một nhiệm vụ mà thực sự là một nghệ thuật. Binh sĩ VDV phải làm quen với các bài tập nhảy dù từ độ cao khác nhau, từ những bài tập cơ bản cho đến các bài tập phức tạp hơn. Trong đó có cả việc nhảy dù từ độ cao chỉ 30m với chiếc dù trắng đặc trưng của VDV. Các bộ nhảy dù liên tục được giám sát chặt chẽ bởi các huấn luyện viên, đảm bảo rằng mỗi người lính đều nắm vững mọi kỹ thuật cần thiết từ cách điều chỉnh dù trên không trung, cách đáp đất an toàn cho đến việc tránh các chướng ngại vật khi đang nhảy. Nhảy dù không chỉ đơn thuần là một kỹ năng sinh tồn mà còn là bước đầu tiên để chuẩn bị cho những nhiệm vụ phức tạp hơn. Sau khi hoàn thành các bài nhảy cơ bản, các binh sĩ sẽ tiếp tục tham gia vào những khóa huấn luyện nâng cao, trong đó có việc nhảy dù từ các máy bay chuyên dụng của VDV và tham gia vào các bài tập chiến đấu thực tế. Những bài huấn luyện này giúp binh sĩ hiểu rõ cách sử dụng dù trong các tình huống chiến đấu thực tế, đảm bảo rằng họ có thể đáp xuống đúng vị trí chiến lược và sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức sau khi chạm đất. Ngoài kỹ năng nhảy dù, các binh sĩ VDV còn phải thành thạo trong các chiến thuật chiến đấu đô thị. Được xem là một trong những thách thức lớn nhất đối với bất kỳ binh sĩ nào, chiến đấu trong môi trường đô thị đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng ứng biến và tinh thần dũng cảm. Binh sĩ VDV được huấn luyện cách chiến đấu trong các điều kiện môi trường khác nhau, từ rừng rậm, sa mạc cho đến môi trường lạnh giá của vùng băng tuyết. Họ phải học cách tồn tại và chiến đấu trong những tình huống không có sự hỗ trợ từ đồng đội, thường phải hoạt động độc lập sâu trong lãnh thổ địch. Việc huấn luyện các binh sĩ VDV không chỉ dừng lại ở những bài tập thể chất và chiến thuật. Sau khi hoàn thành các khóa huấn luyện ban đầu, họ sẽ tham gia vào các cuộc hành quân dài ngày với trang bị nặng nề lên tới 25 kg trên lưng. Đây là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất mà các binh sĩ phải vượt qua. Các cuộc hành quân này kéo dài hàng giờ, thậm chí hàng ngày qua nhiều địa hình phức tạp. Trong suốt quá trình này, các binh sĩ không chỉ phải đối mặt với sự mệt mỏi do trọng lượng trang bị mà còn phải liên tục cảnh giác với các cuộc tấn công bất ngờ từ kẻ thù. Các bài tập hành quân không chỉ kiểm tra sức bền mà còn giúp rèn luyện khả năng sinh tồn của các binh sĩ trong điều kiện chiến trường thực tế. Một trong những khía cạnh đặc biệt của quá trình huấn luyện tại VDV là việc rèn luyện khả năng chiến đấu đơn độc. Binh sĩ VDV phải sẵn sàng đối mặt với tình huống bị kẻ thù tấn công mà không có sự hỗ trợ từ đồng đội. Đây là lý do mà họ được mệnh danh là những người lính đơn độc, bởi họ có thể hoạt động và chiến đấu một mình, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt sâu trong lãnh thổ đối phương. Quá trình này không chỉ giúp binh sĩ phát triển khả năng chiến đấu độc lập mà còn rèn luyện tinh thần thép, sự kiên nhẫn và khả năng đưa ra quyết định trong những tình huống căng thẳng nhất. Sau khi hoàn thành tất cả các bài tập và khóa huấn luyện, những người lính VDV sẽ sẵn sàng đối mặt với bất kỳ nhiệm vụ nào được giao tinh thần kiên cường và sự chuyên nghiệp của họ chính là kết quả của một quá trình đào tạo khắc nghiệt, kéo dài, giúp họ trở thành những chiến binh tinh nhuệ có khả năng thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất trên chiến trường. Chính sự kết hợp giữa kỹ năng chiến đấu, khả năng sinh tồn và tinh thần thép đã giúp VDV trở thành một trong những lực lượng quân sự mạnh mẽ nhất không chỉ của Nga mà còn trên thế giới. VDV trên chiến trường, những chiến công hiển hách. Lực lượng đổ bộ đường không VDV của Nga không chỉ nổi tiếng với sự tinh nhuệ trong quân đội mà còn được biết đến như cỗ máy dọn dẹp chiến trường. Nhờ những chiến công lừng lẫy trong lịch sử quân sự, VDV đã chứng minh sức mạnh vượt trội và khả năng chiến đấu kiên cường của mình qua nhiều cuộc chiến quan trọng từ Afghanistan đến Ukraine, nơi họ luôn đóng vai trò tiên phong đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn nhất. Một trong những trận chiến nổi tiếng nhất của VDV diễn ra tại Chechnya vào năm 2000 trong trận này, một đại đội thuộc sư đoàn lính dù 76 với quân số chỉ 90 người đã bị bao vây bởi lực lượng phiến quân Georgia đồng gấp nhiều lần. Mặc dù tình thế cực kỳ bất lợi, các chiến sĩ VDV đã thể hiện tinh thần chiến đấu không gì lấy chuyển. Họ đã chiến đấu dũng cảm trong suốt nhiều ngày liền, đánh bật nhiều đợt tấn công của đối phương. cho đánh kết thúc với sự hy sinh của 84 chiến sĩ VDV, nhưng đổi lại họ đã tiêu diệt tới 500 phiến quân. Chiến công này không chỉ là minh chứng cho sự quả cảm mà còn khẳng định đẳng cấp chiến đấu của VDV một lực lượng mà mỗi thành viên đều được đào tạo để đối mặt với những tình huống ngặt nghèo nhất. Không chỉ dừng lại ở Chechnya, VDV còn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong các chiến dịch quân sự khác. Một ví dụ điển hình là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022. Với nhiệm vụ chiếm lĩnh các sân bay chiến lược và dọn dẹp chiến trường cho các lực lượng mặt đất tiến vào, các đơn vị VDV luôn đảm nhiệm vai trò tiền phòng. Trong điều kiện chiến đấu khó khăn, gặp nhiều vấn đề về hậu cần và tình báo, VDV vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Họ không chỉ chiếm được các vị trí quan trọng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác tiến hành các bước triển khai tiếp theo. Thành công của VDV trong chiến dịch này cho thấy khả năng ứng biến linh hoạt và tinh thần thép, đặc biệt là trong các nhiệm vụ đòi hỏi tốc độ và sự chính xác. Sự hiện diện của VDV trên chiến trường không chỉ mang đến những chiến thắng mà còn là biểu tượng của sức mạnh quân sự của Nga trên trường quốc tế. Từ những cuộc chiến tại Afghanistan, Georgia cho đến Ukraine, VDV luôn để lại dấu ấn mạnh mẽ với các chiến dịch mang tính quyết định. Những chiến công hiển hách của họ không chỉ là niềm tự hào của quân đội Nga mà còn là lời khẳng định vị thế của VDV như một trong những lực lượng quân sự hàng đầu thế giới. Chính sự kết hợp giữa chiến thuật xuất sắc, tinh thần bất khuất và khả năng chiến đấu vượt trội đã giúp VDV trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong mỗi cuộc chiến mà Nga tham gia. VDV và sự so sánh với các lực lượng đặc nhiệm khác Vdv của nga thường được so sánh với các đơn vị quân sự đặc biệt hàng đầu trên thế giới và một trong những đối thủ thường xuyên được đặt cạnh là lực lượng đặc nhiệm Sas của anh cả hai lực lượng đều nổi tiếng với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ khả năng hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt trong điều kiện khắc nghiệt và được xem là các đơn vị quân sự tinh nhuệ nhất thế giới tuy nhiên dù có nhiều điểm tương đồng về sự tinh nhuệ và sức mạnh mỗi lực lượng lại có những vai trò và phương pháp hoạt động hoàn toàn khác nhau khiến họ trở nên độc đáo theo cách riêng VDV của Nga nổi bật với vai trò là lực lượng đổ bộ đường không, chuyên thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trực diện trên chiến trường. Họ được giao nhiệm vụ chiếm lĩnh các vị trí chiến lược như sân bay, căn cứ quân sự và các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Với sự hỗ trợ của các trang thiết bị hàng nặng như xe thiết giáp BMD và pháo binh cơ động, VDV là lực lượng có khả năng nhanh chóng tiến sâu vào chiến trường, tạo đà thuận lợi cho các đơn vị quân sự khác tiếp tục tấn công. Ngược lại, SAS của Anh Nổi bật hơn với những nhiệm vụ đặc biệt thâm nhập sâu vào lãnh thổ kẻ thù để thực hiện các cuộc phá hoại chiến lược hoặc giải cứu con tin, SAS không thiên về đối mặt trực tiếp với quân địch trong các trận đánh lớn mà chủ yếu thực hiện các chiến dịch đặc biệt yêu cầu tính bí mật cao và tốc độ hành động. Họ được huấn luyện để thực hiện những cuộc tấn công nhanh chóng, không gây tiếng động lớn và rút lui ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sự linh hoạt và kỹ năng tàng hình của SAS là yếu tố giúp họ nổi bật trong các chiến dịch đòi hỏi tính chính xác và bí mật. Mặc dù khác biệt về phương pháp hoạt động, nhưng VDV và SAS đều được trang bị những công nghệ tiên tiến và trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt để trở thành những chiến binh ưu tú. Nếu như VDV nổi bật với sức mạnh chiến đấu đối đầu và khả năng triển khai lực lượng trên không với trang thiết bị hàng nặng, thì SAS lại mang đến sự tinh tế trong các chiến dịch đột kích nhanh gọn và hiệu quả. Cả hai lực lượng này đều là minh chứng cho sự tình nhuệ, sự dẻo dài và khả năng ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống, dù là trên chiến trường mở hay trong các nhiệm vụ thầm lặng. Chính vì vậy, sự so sánh giữa VDV và SAS không chỉ làm nổi bật những điểm mạnh của mỗi bên mà còn khẳng định vị trí của họ trong hàng ngũ những lực lượng quân sự xuất sắc nhất trên thế giới. Tương lai của VDV Với vai trò là lực lượng phản ứng nhanh chủ lực của quân đội Nga, VDV chắc chắn sẽ tiếp tục giữ vững vị thế của mình trong các cuộc xung đột tương lai. Những bài học từ các cuộc chiến đã qua sẽ giúp VDV hoàn thiện hơn về chiến thuật và khả năng chiến đấu. Với sự hỗ trợ của các trang thiết bị quân sự hiện đại và quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, VDV sẽ tiếp tục là cô máy dọn dẹp chiến trường, đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất và mang lại chiến thắng cho quân đội Nga. Lực lượng đổ bộ đường không VDV không chỉ là biểu tượng sức mạnh của quân đội Nga mà còn là đại diện cho tinh thần quyết tâm, sự kiên trì và khả năng chiến đấu phi thường. Từ những chiến công trong Thế chiến thứ hai cho đến các chiến dịch hiện đại, VDV luôn khẳng định vị thế của mình là lực lượng quân sự tinh nhuệ hàng đầu thế giới. Chương trình hiểu rõ trong năm phút hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo nơi chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến nóng bỏng nhất về cuộc chiến và tình hình quốc tế